tự xa lìa lời nói hỗn tạp cũng khuyên người xa lìa lời nói hỗn tạp không làm ngược lại việc khen ngợi pháp xa lìa lời nói hỗn tạp hoan hỉ khen ngợi người xa lìa lời nói hỗn tạp tự xa lìa tham dục cũng khuyên người xa lìa tham dục không làm ngược lại việc khen ngợi pháp xa lìa tham dục hoan hỉ khen ngợi người xa lìa tham dục tự xa lìa sân giận cũng khuyên người xa lìa sân giận không làm ngược lại việc khen ngợi pháp xa lìa sân giận hoan hỉ khen ngợi người xa lìa sân giận tự xa lìa tà kiến cũng khuyên người xa lìa tà kiến, không làm ngược lại việc khen ngợi pháp xa lìa tà kiến, hoan hỷ khen ngợi người xa lìa tà kiến. Đại Bồ Tát ấy đem thiện căn đã sanh do tịnh giới này, chẳng cầu dục giới, sắc giới, vô sắc giới, chẳng cầu bậc thanh văn, độc giác, chỉ đem thiện căn tịnh giới như thế, cho các hữu tình cùng có như nhau hồi hướng quả vị giác ngộ cao tột, dùng vô sở đắc làm phương tiện khi hồi hướng quả đại bồ đề như thế xa đỉa ba tâm đó là ai hồi hướng hồi hướng để làm gì hồi hướng về đâu ba tâm như thế đều vĩnh viễn chẳng khởi thì này thiện hiện đó là đại bồ tát an trụ bát nhã ba la mật đa mà dẫn nhiếp tịnh giới ba la mật đa Cụ thọ thiện hiện lại bạch Phật, bạch Thế Tôn thế nào là Đại Bồ Tát, an trụ bát nhã ba la mật đa mà dẫn nhiếp an nhẫn ba la mật đa. Phật dạy này thiện hiện nếu đại Bồ Tát an trụ bát nhã ba la mật đa khỏi nhẫn tùy thuận, đắc nhẫn này rồi thường nghĩ thế này, trong tất cả pháp không có pháp nào hoặc khởi hoặc tận, hoặc sanh hoặc diệt, hoặc lão hoặc bệnh, hoặc có người mắng hoặc có người bị mắng, hoặc có người phỉ báng hoặc có người bị phỉ báng, hoặc có người cắt hoặc có người bị cắt, hoặc có người xẻo hoặc có người bị xẻo hoặc có người đâm, hoặc có người bị đâm, hoặc có người phá, hoặc có người bị phá, hoặc có người trói, hoặc có người bị trói, hoặc có người đánh, hoặc có người bị đánh, hoặc có người não hại, hoặc có người bị não hại, hoặc có người giết, hoặc có người bị giết. Như vậy tất cả tánh tướng đều không, chẳng nên ở trong đó mà vọng tưởng phân biệt. Đại Bồ Tát ấy, từ khi mới phát tâm cho đến khi an tọa tỏa bồ đề màu nhiệm ở khoảng giữa, giả sử tất cả các loại hữu tình đều đến hủy báng, trách mắng, lăng nhục, dùng các thứ dao gậy, gạch đá, đất cục vân vân đánh ném làm hại. Cắt xẻo đâm trích cho đến cắt đứt tứ chi trên thân, khi ấy Bồ Tát tâm không biến đổi, chỉ nghĩ thế này, rất là quái lạ, trong tánh của các pháp hoàn toàn không có các việc hủy báng trách mắng lăng nhục gia hại vân vân mà các hữu tình vọng tưởng phân biệt cho là thật có phát khởi các thứ phiền não ác nghiệp hiện tại tương lai chịu các khổ não đại bồ tát ấy lại đem thiện căn an nhẫn như thế cho các hữu tình cùng có như nhau hồi hướng quả vị giác ngộ cao tột dùng vô sở đắc làm phương tiện khi hồi hướng quả vị đại bồ đề như thế xa lìa ba tâm đó là ai hồi hồi hướng hồi hướng để làm gì hồi hướng về đâu ba tâm như thế đều vĩnh viễn không khỏi thì này thiện hiện đó là đại bồ tát an trụ bát nhã ba la mật đa mà dẫn nhiếp an nhẫn ba la mật đa